Chào các em, chúng ta bắt đầu bài học này. Hôm nay chúng ta sẽ học về tóm lược và trình bày dữ liệu bằng đồ thị. Trong buổi trước thì ta đã học về trình bày bằng bảng, hôm nay là làm về biểu đồ và đồ thị. Biểu đồ thì có hai loại dữ liệu, gọi là định tính và định lượng. Dữ liệu định lượng thì chúng ta có thể sử dụng biểu đồ phân phối tần số, biểu đồ phân phối lý, đa giác tần số, rồi biểu đồ thân và lá. Còn trong trường hợp biểu đồ về dữ liệu định tính, chúng ta có thể dùng biểu đồ tròn, biểu đồ thanh, biểu đồ Pareto. Ngoài ra, sau khi trên lý thuyết học một chút nữa thì chúng ta có thể học thêm biểu đồ hộp và rô. Tất cả các kỹ thuật này sẽ giúp chúng ta trình bày hình vẽ nó đẹp trong khi bài làm bài về chúng ta sẽ có bài tập lớn mà trong đó thì nó có những cái đoạn mà chúng ta phải trình bày về hình vẽ rồi đồ biểu đồ các thứ và lưu ý chứ. Các lệnh và tham số khi vẽ này là thứ nhất là các lệnh về vẽ biểu đồ cấp cao. Cấp cao tức là thế nào, tức là không phải cấp thấp, thì chúng ta có 5 cái trên cùng chúng ta cần phải lưu ý. Một là plot, hai là box plot, hai là pie, ba là list, bốn là bar plot, năm. Bây giờ chúng ta tra xem cái đầu tiên là vẽ cái gì, cái thứ hai là vẽ cái gì, thứ ba là gì, bốn là gì, năm là gì. Một là làm gì, hai là gì, ba là gì, bốn là gì. Như vậy cái đầu tiên dùng để làm gì nhỉ? Cái đầu tiên dùng để vẽ biểu đồ đa giác tần số hoặc là vẽ biểu đồ tán xạ. Cái thứ hai để làm về. Cái thứ hai là box plot dùng để vẽ biểu đồ hộp và rô. Cái thứ ba dùng để vẽ biểu đồ tròn. Cái thứ tư là vẽ đa giác tần số. À, phân phối tần số. Cái thứ năm là vẽ biểu đồ thanh. Mấy cái còn lại thôi, bỏ qua.
Em chưa lên đi muộn thế, lớp điểm danh hết rồi đến làm gì nữa. Xong chưa, đây là biểu đồ cấp cao, có nghĩa là phải vẽ một cái một trong cái lệnh này thì mới vẽ được cái biểu đồ cấp thấp tiếp theo. Ở đây chúng ta có một loạt tham số, chúng ta để ý mấy cái đầu thôi, bốn năm cái đầu thôi. Cái đầu tiên là để làm gì? Cái đầu tiên để làm gì ạ? Thêm điểm, đúng rồi. Thế cái thứ hai để làm gì? Thêm đường. Cái thứ ba là để thêm thêm mật đó. Tại vì một đứa nó bảo thêm đường, một đứa nó bảo thêm mật. Cái thứ ba là thêm chữ ở một cái tọa độ xy, ví dụ như là text mà 1 2 thì sau đó tên cái gì đấy thì nó sẽ thêm vào cái anh ở vị trí vành độ bằng 1, tung độ bằng 2, thêm vào. Cái thứ tư, thứ tư là gì ạ? Thêm một cái đoạn nối giữa hai điểm, điểm thứ nhất có tọa độ là x0 y0, điểm thứ hai tọa độ là x1 y1, rồi vân 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 vân, dần dần người ta sẽ quen hết. Các tham số của đồ thị thì có bao gồm mà màu nền, màu của hình vẽ, phông, rồi độ dày mỏng. Rồi ký hiệu vẽ giữa x lim y lim, x láp y láp, vân vân. Dần dần chúng ta sẽ quen. Tiếp nữa là các tham số đồ họa. Ở đây trong tài liệu là trang 61 và 62. Mở một đồ thị. Rồi có thể tạo nhiều cửa sổ, ví dụ như chúng ta muốn vẽ ba bốn cái hình vẽ trên cùng một cái khung màn ảnh ấy, thì chúng ta có thể sử dụng. Ở đây chúng ta muốn vẽ 6, tạo thành 6 cái cửa sổ để vẽ hình ba hàng hai cột thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh như này, vân vân. Sau lưu vẽ lại lệnh vẽ thì hoặc là chúng ta sử dụng lệnh, hoặc là chốc nữa chúng ta sẽ học cái kỹ thuật kết xuất để chúng ta còn biết được trình bày báo cáo, không biết hình đưa ra như thế nào. Bắt đầu vào cái đầu tiên, đồ thị phân phối tần số. Điều tra về tuổi của ba sinh viên, 30 sinh viên tại chức chuyên ngành kế toán kiểm toán, người ta tiến hành phân từng tổ như sau. Như vậy đây nó là kết quả, nó phân tổ mất rồi, chúng ta không truy lại được gốc, cho nên cái việc chúng ta sẽ không sử dụng được histogram mà phải sử dụng nó gần giống như là đối với bảng phân bố tần số của biến định tính. Quy trình làm như sau, xin mời gõ đúng các lệnh như trên vào máy là cứ thế là nó chạy. Các bạn học online bây giờ thầy không dán lệnh như đâu, cứ thế mà gõ cho nó quen đi. Học online nhìn còn sướng hơn các em ấy. Thế thì thỉnh thoảng phải cho viết lên bảng cho chỗ nó không nhìn thấy, nó mới nó thấy là à như vậy mày không đến lớp không được. Bây giờ xem ở nhà mà lại sướng hơn xem ở trên lớp, thế thì thả ở nhà còn hơn. Gõ đúng như thế là nó chạy nhá.
Hôm nay cứ tha hồ mà gõ ngoài tay thôi. Bao giờ bảo thầy ơi em ngoài tay lắm rồi, em không muốn học nữa đâu, em về quê em lấy chồng đây. Nhất trí. Thầy đó điểm danh nhá. 32880. Đâu nhỉ? Tên là gì không ạ? Tên là gì đọc ạ? Rồi, 33731. Nhầm. 33371. Họ tên là gì? Ba ba chín sáu bảy họ tên tên hay thế mà cứ giấu đi. 34105. Ô, 445 đồng chí này ngồi không đúng vị trí à? 324. Bốn bốn tám. 34448. Nguyễn Thị Vân Anh vắng. Dạ 44. em có ạ. Em là ai? Em là Nguyễn Thị Vân Anh ạ. Sao gọi mãi không trả lời? Dạ không, bạn em nó bị chậm thế ạ. Thầy gọi em vừa em mới ấy được. À vừa ấy được. Thế tóm lại là mã sinh viên làm gì nhỉ? A34448 ạ. Diện F gì đây? Em vẫn đang F0 thế ạ. Ui lâu thế. 3 tuần rồi Ừ, em đấy. test qua nó vẫn lên này vạch gì, nhưng mà vạch mờ chắc đã sắp hỏi rồi. 445 455. Ba bốn bốn năm năm. Đỗ Trang Thùy Dung vắng. 34620. 34660. 34685. Thế thì có. Em là ai? Em là Nguyễn Thị Lý nhá. Ép gì? Em là F1 ạ. Hai bạn cùng phòng F0, mẹ em F0. Thì bao giờ nó khỏi hẳn mình mới khỏi được đúng không? Thì vẫn nấu cơm ăn cùng đúng không? Không, hai bạn ấy một tầng em, một tầng riêng đấy ạ. 815. 916. 944. 974. 34974. Cái gì cơ? 34974 mới lên Hà Mai à? 34974 Phạm Thị Thu Hiền vắng. 35182. 35240. 35509. 35509 Lê Tiến Nhật Thành vắng. 35517. 35523. 35545. 35545. Tên là gì ấy? Cái gì cơ? Nhầm á. 35545 vắng gì? À, Nguyễn Thị Hoài Ngọc đọc chậm chậm thôi. 35551. 772. 838. 36083.
36097. Em có ạ. Em lời. Em là 36097 Ngô Thị Trang ạ. Em mấy? Em F1 ạ. 36190. Em có. Có không có lý do là tính là vắng nhá. Chứ đừng có Em là F0 ạ. 291 348. À, mình thì F1 ạ. 379. Có đứa tuần đầu tiên nó đi chơi với người yêu cũ. Người yêu cũ đó là F0, thế là nó F1. Hết tuần thứ nhất nó đi với người yêu cũ thứ hai. Người yêu cũ thứ hai bị F0, nó lại là F1. Hết tuần thứ hai nó đi với người yêu cũ thứ ba. Người yêu cũ thứ ba lại là F0, kết quả nó lại là F1. Hết 3 tuần nó quyết định quay với người yêu về người yêu hiện tại. Kết quả người yêu hiện tại cũng là F0. 4 tuần đã trôi qua và nó quyết định học lại môn xác suất thống kê. Vì nghỉ. Như thế là mình làm sai làm đúng giáo viên không biết. Không biết gì cả. 36380. Đi. Ba sáu sáu chín hai, 36704, 742, 880. Em có Ngô Thanh Xuân ạ. Thanh xuân trôi qua bây giờ là ép mấy? Em vẫn em không đấy, nó vẫn hai vạch ạ. Vẫn hai vạch. Thế mà đến tuổi sinh nở thứ hai vạch là sướng lắm luôn. 927 135 295 259. Có Trương Phú Hoàng F1 này ạ. 294 Ly Hở Mời. Rồi xong. Hai cái dòng cuối cùng mới là lệnh. Một lệnh. Có vấn đề gì không? Ngoài chưa 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 trong trường hợp mà chúng ta gõ mà nó cứ đánh đúng không, có nghĩa là chúng ta ví dụ một tỷ đấy phát tài một cách là nó đúng thì xem tên là EEC trong tình huống chúng ta gõ thì xuất hiện đúng không, có nghĩa là ta thấy cái gì đó nếu tôi nói bảo là gì đó
thì chúng ta tập vào nút Escape ở cái gì vòng ba để chốt nó. Được chưa? Được hết chưa? Thắc mắc gì không? Thắc mắc trực tiếp này. Hôm nay chỉ có là gõ mỏi tay thôi. Cái lệnh đầu tiên đúng là hình như kia không? Lệnh thứ hai kia. Số 1 và số 2 có gì khác không? Đây là đi 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 đi. À, tức là cho hai cột sắt nào đi. Cái nào để cho hai cái cột sắt nào? Quay cái bình thường này. Quay cái bình thường ra. Khoảng cách là đích xanh. Vì sao ký hiệu khoảng cách nó toàn ký hiệu là chữ D là vì thế. Rồi, cả đó, cả đó. Cái khoảng cách, cái không gian này ở đây chúng ta cho nó bằng không thì nó sẽ chạy nhỉ. Thế thì cái thứ nhất đúng hay cái thứ hai đúng? Cái hình bên trái là ký hiệu này là hình giải ký. Sao? Các nào còn biết cái này là đây là bao nhiêu đây? 24 đây là 24 đúng không? Thế nên như thế nào với nhau? Có cái nào với nhau? Rồi cái gì? Hai thằng này nó bằng nhau thì nó chạy với nhau chứ. À, còn lại, tiếp tục. Hai thằng nó bằng nhau mà nó đều là 24. Nó phải sát vào nhau chứ. Nói vậy nhưng không có hiểu. Tiếp tục bắt đầu trang trí cái màu. Úi dồi đẹp thế. Sao lên đến màu số cái gì? Trên máy nó đẹp này. Ra máy xíu màu số đi. Hết một biểu đồ. Biểu đồ vừa nãy được gọi là thực ra là dùng biểu đồ hình chữ nhật, biểu đồ thanh để ta vẽ. Mặc dù đấy là dữ liệu định lượng nhưng vì chúng ta mất file gốc mà nó sẽ có file thu gọn rồi chúng ta phải dùng như thế. Đây là đã mất file gốc. Ba plot là thực chất là dùng vẽ đồ biểu đồ thanh ấy. Nhưng vì mất dữ liệu gốc cho nên phải dùng kỹ thuật này. Tức là nó chỉ còn lại bảng tần số, chúng ta phải dùng thủ thuật. Tiếp tục. Và biểu đồ thứ hai là biểu đồ phân phối tần số. Trong trường hợp với dữ liệu sơ cấp thì chúng ta dùng hàm histogram. Ví dụ như sau. Tôi đoán xem cái này ta sẽ làm gì. Tất cả ngồi vào trong này. Anh biết chứ phải nó chạy qua. Không làm thì nó sẽ cho này. Thế là cái tôi là cái màu sơ sơ gốc. Cạnh là cái nước. Cùng sau bài trượt mang tiếp ra. Để nhập. Chúng ta dùng hàm C để chúng ta nhập kết quả như sau.
Nhập đi, nhìn ngó gì? Sau này nhé, lấy vẻ anh nào rồi không hợp. Tại sao đổ xuống? Nhập lắm. Như một cuối cùng bây giờ nha, tôi cầm cái này, tôi thấy ở đâu lại các có phải đúng không? Tất nhiên là các phải rồi. Cái này là thế nào? Là số một đúng không? Người đứng đầu hàng là số một đúng không? Tôi một mình là một để đi. Bây giờ thì nhỏ cho 16 tương lai. Của em có một dòng thì nó dùng cho những cái con đấy. Cái đấy nó sẽ đầu tiên của tạp đấy
thị của bệnh vùng kia chưa biết đâu cả. Là cái gì? Giờ là vừa nóng tiền. Hai tay hai chung quá. Bình đây. Vào sát ngón tay vào này có chân này về chịu cô làm cái này kiểm tra được chưa nào? Vẫn còn một vài bạn nữa chưa vẽ được hình. Hình cuối cùng là như này đúng không? Ủa tôi chết rồi. Nghe thấy nó nhầm nhầm. Đây như của bài khác. Đây như của bài khác. À, đúng rồi. Đúng rồi. Sao sao đồng chí kia lại 70 75 lại sai nhỉ? Hả? Hả? Sao của em lại cái cột kia lại sát đấy? Cái màu bên cạnh cái gần cái cuối cùng đấy. Cô này chắc chắn nhầm rồi. Xem lại đi. Cái cột 70 75 của em rất đẹp như là nhầm rồi. Cứ một xuống. Đây là nó sắp xếp từ nhỏ đến lớn sẵn 70 75 mà thiếu câu nào. Bảy tư nó có ba số. Cái chuyện đấy chúng ta sẽ dò lại sau nhé. Phương pháp thì không vấn đề gì, nhưng mà do sơ ý nhập nhầm thiếu số hoặc là nhầm số nó dẫn tới kết quả nó sai. Bây giờ sang cái phần tiếp theo là đa giác tần số. Đa giác tần số
Hôm nay mà vẽ hình không cẩn thận thì hôm nào là làm bài tập lớn không vẽ hình được. Chết giả. Đa giác tần số. Một phương pháp khác để biểu diễn phân số, phân phối tần số bằng đồ thị là sử dụng đa giác tần số. Để làm cho các đường biểu diễn không bị lơ lửng trên không, ta thêm hai phía của đồ thị và hai tổ có tần số bằng không. Thực hiện liên tiếp các lệnh sau và cho biết kết quả. Xin mời. Có hai lệnh thôi, trông thế nhưng hai lệnh thôi. Dòng 1, dòng 2 là một lệnh và dòng 3 là một lệnh. Xin mời.
rất là đẹp đúng không? Đây là do dữ liệu nó thu gọn lại thì không biết dữ liệu gốc như kiểu này. Tuyệt vời. Cái này đúng không? Hình mọi người như này đúng chưa? Rồi, bạn nào mà chưa làm thế này thì phải làm lại nhá. Bài tiếp. Trong một tệp dữ liệu có tên là thời gian Internet và TV, có chứa thông tin về chấm chấm chấm, hãy lấy tệp dữ liệu và thực hiện các yêu cầu sau về biến tuổi. In bảng tần số của biến tuổi. Tìm tuổi lớn nhất và nhỏ nhất trong những người được điều tra. Tìm số toán cần, số khoảng cần chia tổ. Chia cửa sổ thành 4 phần, hai ngang hai dọc và sau đó xin mời. Lấy cái tài là lấy cái nào? Chúng ta sử dụng các menu để chúng ta chọn thư mục chứa tệp dữ liệu thời gian Internet và TV. Sau đó lấy dữ liệu ra và gắn dữ liệu với tên là dữ liệu TH. Cứ giơ điện thoại chụp đi, hôm nào ta mang điện thoại mang máy ảnh chúng ta chụp lại. Thank you.
À, đoạn này có bạn nào thắc mắc gì không nào? Không thắc mắc gì thì ta tiếp tiếp tục. Thắc mắc thì giơ chân giơ tay lên để ta biết. Không có sao lại không ra?
Chị cứ nhìn để ta hỏi xem tí. Nhìn rồi. Chị đặt tên cho bạn, đặt tên cho bạn tổng thống gọi là sao? Xem lại có một số bạn học chưa đạt. Để có được cái lệnh ngon lành ấy, là chúng ta phải chọn lại thư mục làm việc là cái thư mục mà nó chứa cái file của chúng ta. Thì muốn thế thì chúng ta bấm vào cái menu file, menu file, sau đó vào cái nút ba chấm. Đây là dành cho những cái ai mà chưa tìm được thôi, còn các bạn ấy thì rồi. Sau này nó có thể không để ở C mà nó để ở D thì mình không biết được. Mình đi tìm ở trong đó, ví dụ như là vào đây dữ liệu thực hành, xong nhấn nút open, xong rồi ấn vào nút more này, xong vào set as working directory, chọn lại thư mục làm việc, từ đấy trở đi gọi nó mới được. Nếu không phải gõ cả một cái đường dây, tức là cả một cái đường dẫn của nó rất là dài, được chưa? Đây này, thời gian internet và tivi đi. Có một số bạn ấn vào đây và chạy cái nút import, hoàn toàn đồng ý, nhưng mà không cần làm như thế. Chúng ta có thể làm đây, sau đó chúng ta chốc chúng ta sử dụng phím tab, nó rất là dễ. Cô mình vừa đặt tên nó là gì nhỉ? Dữ liệu TH đúng không? Đây là đuôi CSV, cho nên chúng ta sẽ phải đọc đuôi CSV, cho nên chúng ta phải đọc viết chấm CSV, xong rồi nháy ra file nó tên là gì, thời gian internet, ấn vào phím tab phát là nó ra cái gì đâu mà gõ hết, ấn vào phím tab ra ngoài phẩy một phát tiêu đề bằng chu enter, thế là xong, được chưa? Đấy, một số bạn mà học buổi 1 buổi 2 là không chú ý cho nên là nguy hiểm như thế. Cái này được chưa nào? Rất là ngon lành. Đầu tiên phải chọn lại thư mục làm việc là bắt buộc, bắt buộc ấy. Sau này đi thi nó để ổ C ổ D mình cân hết. Rồi sau đến bước này xong rồi thì bắt đầu làm gì? Bây giờ mình có thể dùng name để xem tên biến của cái file mình vừa đặt tên vào cái data frame ấy, nó tên là gì. Enter một phát. Đấy, đây là tất cả những tên biến. Thế nếu mà đề bài hỏi là cái file này gồm tên biến như thế nào, làm thế nào để xem được, thì mình gõ cái lệnh vào. Tất nhiên một số bạn dùng cái lệnh này cũng được. Hit, hit, hit. Cái này cũng được. À, cho xuất hiện 5 cái trên cùng thôi. Đấy, thế này là mình cũng biết tên biến là gì, đúng chưa? Rồi thế bây giờ làm gì? Hòa vào hệ thống, nhớ hòa vào khác, hòa một lần thôi. Nó giống kiểu như kiểu nấu cơm ấy, cho mình chính vào, cho phát nữa cho chắc.
lại cho phát nữa cho chắc. Có đứa hòa ba lần chết cục. Thôi không sao, hòa vào hệ thống này, tên của nó là gì thì gõ nó ra. Như thế này là có nghĩa là của như của thầy là nó bị trùng. Như thế này của thầy là bị trùng. Ai mà báo đỏ quạch như này là nó trùng biết trước. Thế tại sao lại trùng? Bởi vì đây thầy lúc sáng thầy hoa rồi. Gỡ đi. Hoặc là chúng ta dùng thủ thuật này để ta gỡ đi. Xong tí tao hoa lại. Quên mất. Như này một lần gỡ đi nhá, gỡ tiếp lần nữa nó sẽ báo lỗi. Gỡ rồi làm sao mà gỡ được nữa. Tiếp tục, bây giờ mình phải xóa mấy cái thằng tên kia đi. Mấy cái thằng tên là giới tính dưới tiếng kia. Xóa ngay, xóa bằng cái lệnh gì? RM. Đó, một chú, bây giờ xóa lần nữa nó sẽ báo lỗi. Làm gì có mà xóa, xóa rồi. Tiếp tục. Internet một lần nữa sẽ lần thứ hai báo lỗi này, xóa rồi còn đâu mà xóa nữa. Tiếp tục gì đã, còn cái gì nữa nhỉ, mấy cái trùng cơ mà, nghề nghiệp mà tuổi nhiều quơ, nhiều quơ, nghề nghiệp tuổi. Đây là trong trường hợp mà kịch bản nó bị trùng đấy, mình xóa cả đã, nó trùng cái trước, xóa tiếp phát nữa là hết. Làm gì còn, bây giờ mới lại hòa lại hệ thống này, không báo trùng nữa chứ, không báo trùng nữa là mình đã xóa hết cái kia đi, để tránh tình trạng gọi đứa nọ đứa kia nó ra. Có hiểu thế ý gì nó nói nhỉ? Hai đứa trùng tên nhau, có khi gọi đứa này nó đứa kia nó ra là chết, tính sai cộng trừ nhân chia trung bình, cho nên phải xóa hết, xóa hết những file bị trùng. Nếu mà cái này vẫn không hiểu nữa thì thầy chị thế này được chưa nào? Rồi như vậy đây bài báo gì? Xong nha, in bảng tần số trước khi phân tổ, chúng ta dùng lệnh table tuổi. Đến đây thì đa phần làm tốt rồi, không làm được là phải hỏi, hỏi không trả lời thì phải hỏi tiếp. Hả? Cái bảng kia là thầy kẻ. Như vậy là người tham gia điều tra có tuổi lớn nhất là 78 và nhất là 21 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sáng mua được chưa? Trong đó đủ đẹp và tải sốt đủ đẹp. Trong lúc nào đi thi đến sức không mở ra con mới. Nó có cách và chọc có thì nó không biết cái nào. Đúng không? 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 Đúng rất dễ dàng. Tiếp tục. Ngày qua hồ. Sư tô hình mạnh. Sư tô hình khi người ta chắc
sát liên tục, vì thế nó đi lưới em mà hôm nay nó đi lưới em. Cái mô thức số tổ của chúng ta là trong giờ lý thuyết chúng ta tính bằng căn bậc 3 của 2 em bằng căn bậc 3 của 2 và cho đây là ta tính trên căn bậc 3 của 2 em là số tổ tầng chia tổng thức của chúng ta bởi vì nó chuyển trong trong nghe rồi thì có thể làm rõ làm rõ 2 nhân với len 2 nhân với len, len ở dài đây chính là 2 nhân với len độ dài của cái biến của căn bậc ba thì tính bằng mũ một bậc ba trong lớp 12 căn bậc ba của a là a mũ một bậc ba được chưa?
đây vì cái tuổi bé nhất tham gia vào phỏng vấn là 12 và lớn nhất là 8. Chúng ta lùi lại cái trái của quyết định là phía sau cái trái của quyết định để đảm bảo cách cho tất cả các sự kiện các bạn. Thứ hai là lên phần trên các bạn sẽ đảm bảo cho chiến đấu chỉ độ và bên ngoài thì chúng tôi sẽ chỉ độ tiếp tục dùng hôm nay cũng nhập vào tay không để em bỏ tay không có nào vẫn vui với chồng lên thật sự
Tiếp văn tục có phải hình như này không? Tại sao lại có hai hình như này? Sau khi học tuần 3 đã sẽ được thi đến trước đâu? Tắt ghế được thi cho sao mình? Có phải đúng hình như thế không?
Đúng chưa? Được bốn hình này thì mới ổn nha. Đây đây là cái đoạn mà hỗ trợ chúng ta vẽ hình rất là tốt. Sau này mà chúng ta cần trình bày vào cái tài liệu mà nhìn hình như này giáo viên nó thấy ưng rồi. Cái đầu tiên là vẽ tần số này, cái thứ hai thì là phân phối tần suất. Cái thứ hai là tần suất. Cái thứ ba là đa giác tần số. Và cái thứ tư là vừa là tần số và vừa là đa giác tần số. Hai cái vẽ cùng. Được chưa? Mấy kỹ thuật vẽ chúng ta phải biết. Thế làm thế nào để nó xuất hiện 90, 196, rồi 30, 20 vân vân. Thì đây là chúng ta sử dụng.